Thưa quý vị, kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, bắt đầu từ hôm nay mùng 10 tháng 4, truyền hình Nhân dân sẽ giới thiệu loạt phóng sự tài liệu ngắn với tựa đề Đường đến ngày thống nhất. Loạt phim sẽ đưa đến cho quý vị khán giả cái nhìn sâu hơn về sự vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin và sự đúng đắn sáng tạo trong đường lối chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, đặc biệt là về tư tưởng quân sự trong công cuộc đấu tranh chống lại đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai. Ngày 20 tháng 7 năm 1954, Hiệp định Geneva về chiến tranh Đông Dương được ký kết. Theo đó, Việt Nam sẽ tạm thời bị chia cắt bằng ranh giới là vị tuyến 17 để quân đội các bên tập kết. Quân đội Pháp sẽ rút khỏi Việt Nam và trao quyền quyết định vận mệnh dân tộc mình cho người Việt Nam. Một năm sau đó sẽ tiến hành hiệp thương và một năm sau nữa sẽ tiến hành tổng tuyển cử để thống nhất đất nước. Tuy nhiên, dưới sự hậu thuẫn của Mỹ, chính quyền Ngô Đình Diệm đã thẳng tay phá hoại Hiệp định Geneva, đưa dân tộc Việt Nam bước vào một giai đoạn mới, đó là cuộc chiến chống xâm lược vĩ đại để thống nhất đất nước trong thế kỷ 20. Hiệp định Geneva được ký kết, đất nước tạm thời chia làm hai miền Nam Bắc, lấy vĩ tuyến 17 làm giới tuyến quân sự. Hiệp định quy định thời hạn tổ chức tổng tuyển cử để thống nhất nước Việt Nam vào tháng 7 năm 1956, nên toàn bộ cán bộ, chiến sĩ, nhân dân miền Nam tập kết ra Bắc đều tin rằng sau 2 năm sẽ trở về. Nhưng không ngờ lời hẹn 2 năm đã trở thành hơn 20 năm. Có một không khí rất là phấn khởi, hồ hởi trước một cái thắng lợi của cuộc chiến chống Pháp và một cái bản hiệp định hòa bình đã được ký. Tuy nhiên, cái không khí phấn khởi lạc quan không kéo dài được lâu. Bởi vì cái chính quyền Bù Nhìn được dựng lên ở miền Nam Việt Nam ấy, đã phá hoại cái bản hiệp định Geneva. Tại miền Nam, Ngô Đình Diệm được Mỹ đưa về miền Nam làm thủ tướng của Quốc trưởng Bảo Đại. Một năm sau đó, Diệm triển khai cái gọi là trưng cầu dân ý để phế truất Bảo Đại và lập nên Việt Nam Cộng Hòa. Trong thời gian 300 ngày, chế độ Diệm đã thi hành ngay chính sách trả thù những người kháng chiến. Tính chung từ tháng 7 năm 1955 đến tháng 2 năm 1956, chúng đã giết hại, giam cầm 93.362 cán bộ, đảng viên. Từ năm 1955 đến năm 1958, chúng giết hại khoảng 68.000 cán bộ, đảng viên, bắt giam 446.000 người. Chưa hết, tháng 12 năm 1958, chúng đầu độc hàng nghìn tù chính trị tại trại giam Phú Lợi. Trong cái một cái đêm đó là nó bắt hai người là anh Hai Cần lấy chỗ nhậm đi xuống ở dưới sở công lý, nó mổ ruột, la quá trời. Thì nó xả súng nó bắn ngay, coi như tất cả bà con ngã xuống hết vậy đó, thì nè, máu mà nó thấm cát lên một tấc vậy nè. Sự phản bội trắng trợn Hiệp định Geneva của Mỹ Diệm đã nằm trong chủ tính của Đảng ta. Không phải ngẫu nhiên mà ngay sau phiên đàm phán cuối cùng của Hội nghị Geneva, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, khi đó là trưởng đoàn đại biểu Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đã hướng về đồng bào của mình với những lời đầy tâm huyết và mang tính dự báo. Nhân dân Việt Nam, đồng bào Việt Nam, thắng lợi thuộc về chúng ta. Độc lập và thống nhất Tổ quốc chúng ta là ở trong tay chúng ta. Những người yêu chuộng hòa bình và công lý trên toàn thế giới đều đồng tình với chúng ta. Đồng bào hãy nhớ lấy lời của Chủ tịch. Cuộc tranh đấu phải gian khổ, nhưng cuối cùng chúng ta nhất định thắng. Những chủ tính chiến lược của Đảng ta, nhất là Bác Hồ, trong cái việc thực hiện nhiệm vụ cách mạng trong cái hoàn cảnh mới. Ví dụ, vấn đề tập kết cán bộ từ miền Nam ra miền Bắc. Trong đó, Đảng ta chủ tính lâu dài, Bác Hồ chủ tính lâu dài, không chỉ là ngày một, ngày hai, mà cái cuộc chiến đấu cam go này có khi kéo dài hàng thế kỷ, hàng thập kỷ, mà thực tế đã diễn ra hàng mấy thập kỷ. Đấy. Cho nên cái việc chuyển quân, tập kết là để bảo vệ lực lượng cách mạng này. Trước chính sách tố cộng diệt cộng của chính quyền Mỹ Diệm, Bí thư Xứ ủy Nam Bộ, đồng chí Lê Duẩn vừa chỉ đạo hoạt động của toàn đảng bộ, vừa trực tiếp nghiên cứu tình hình miền Nam và dự thảo bản đề cương cách mạng miền Nam. Nhiệm vụ trước mắt của cách mạng miền Nam là ra sức tập hợp lực lượng cách mạng, đấu tranh thống nhất nước nhà, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ. Nếu bản đề cương cách mạng miền Nam là sự khởi động tìm tòi đầu tiên trong nhận thức và hành động của phong trào cách mạng miền Nam, thì nghị quyết số 15 của Trung ương Đảng
vào tháng 1 năm 1959 là sự hoạch định toàn diện đường lối chiến lược và phương pháp cách mạng để giải phóng miền Nam. Nghị quyết 15 này đó, nó đáp ứng cái nguyện vọng của cán bộ và đồng bào miền Nam lúc bây giờ. Rất là tha thiết đó. Cho nên là khi nghe cái nghị quyết đó được công bố, mà trên báo mình được công bố những cái tinh thần cơ bản thôi, thì cái đó nó gây lên một cái sự phấn rất là nhiều. Ở miền Nam đó thì cán bộ và nhân dân coi đó là cái ngọn lửa, nó dấy lên cái cao trào đồng khởi cách mạng, làm xoay chuyển cả tình thế của miền Nam lúc bây giờ. Một quyết định có ý nghĩa lịch sử và kịp thời, tạo nên bước phát triển mạnh mẽ về chất của phong trào cách mạng tại miền Nam. Ngày 17 tháng 1 năm 1960, phong trào đồng khởi của nhân dân Bến Tre nổ ra đã tạo bước ngoặt lớn trên chiến trường miền Nam Việt Nam. Đây là cơ sở để chúng ta phát động cuộc đấu tranh vũ trang toàn diện, rộng khắp, chống lại đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm.